Vâng, và xin chào các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Bò Điều. Ngày hôm nay thì em xin phép được giới thiệu đến các bác một cái cặp loa cây nữa. Trước đây thì em đã từng về cặp loa của hãng Paragon, thì nó là cặp loa đời thấp hơn, loa Paragon P27. Hôm nay thì em về một cặp loa cao cấp hơn với hình thức full box thôi nhá. Cặp này là dạng hàng trưng bày full box, còn khá là đẹp, khoảng tầm 98-99%. Thực sự là rất nặng, mỗi loa nặng tới 23 hay 24 kg gì đó. Thì em sẽ mở hộp cho các bác xem. Thực sự là mỗi lần loa cây về đấy, thì em thấy là mở hộp thì sướng thật, nhưng mà rất nặng. Không biết các bác hiểu trải nghiệm của em không, nhưng là mỗi lần mở hộp mấy cái loa này là thực sự là vô cùng nặng đấy. Đây. Đây đã. Cặp loa này các bác có thể ghép với lại một âm ly nghe nhạc xem phim như là đề nông Vina Chan Hát, hoặc là một chiếc Marathon 7013. Thì em bán nhiều cái sản phẩm ấy rồi. Đây là sản phẩm chả đúng được. Đây là cặp loa Made in Ba Lan, Made in Ba Lan. Em được biết là loa chép cái này được sản xuất tại Na Uy, và loa bát thì được bật tại Đức thì bật Đức đó. Giờ làm loa này thì gỡ ra được này, gỡ ra làm không hề đơn giản chỉ nào. Ok, bác chờ một chút để em nghĩ cái cách để lật ra đã. Để đưa ra cho bác. Ui giời ơi. Sapphire 31. Thực sự là em thề, em muốn nói là khi tháo một chiếc loa như thế này là phải hết sức. Đây là AK đây. Bạn này là ra trước đi. Năm nay thì em đã cố gắng, em sẽ đưa thêm nhiều cái mẫu loa của châu Âu cho các bác tham khảo. Nhưng thời gian gần đây thì em đưa về các cái loa đưa về rất nhiều mẫu loa của châu Âu như là monitor hay là đứng không được rồi. Giữ cái này, giữ cái nào cho anh kéo lên được không? Để nó đây. Đấy các bác thấy không? Cái quá trình để mà tháo được một cái chiếc loa này ra không hề đơn giản tí nào mà. Không hề đơn giản. Bảo quản nó, vận chuyển nó đã là một điều rất khủng khiếp rồi. Đây. Ok, em sẽ dựng lên để các bác quan sát. Wow, mấy chục cân. Wow, đây các bác nhá. Cặp loa này ở thị trường Việt Nam đang bán với giá khoảng tầm 37 triệu. Em chỉ có một cặp duy nhất thôi. Cặp này với mức giá là 25 triệu một cặp duy nhất nhé. Một cặp duy nhất thôi, không có cặp thứ hai đâu. Hàng mới thì em không có, em chỉ tìm những cặp nó dạng hàng trưng bày như thế này thôi. Công suất này là 200W. Em biết loa này, em biết là gỗ này là gỗ thịt hiệu thôi, nhưng mà hình thức rất là bắt mắt. Loa chép này thì được sản xuất tại Na Uy này. Loa bát mic thì được sản xuất tại Đức và lắp ráp tại Ba Lan. Đấy, các bạn nào yêu thích loa châu Âu ấy thì hãy tham khảo cái cặp loa này. Thực sự là sau khi mặc xong cái cặp loa này em rất là chùm chân khi mà mặc thêm một chiếc loa nữa. Không, thực sự nhưng mà phải cố gắng thôi, bởi vì
Bây giờ đã là mùa hè và thời tiết đang rất là nóng, chỉ có buổi tối như thế này thì em cũng có thời gian để em tập hợp với bác xem. Cho nên là khi bác ở xa mà muốn mua cặp loa này thì ở khu miền Bắc thì tốt nhất là nên để em gửi xe khách cho thì dễ hơn. Còn nếu mà để gửi cái theo cái kết thì mình nghĩ là nó sẽ không an toàn mấy đâu. Cái này có lẽ chỉ cần nên tốt nhất là nên gửi bằng nếu mà gửi xa thì nên gửi bằng xe khách là an toàn nhất, không sợ không quật. Yeah. Đây là cái túi của mình đây. Cái chất âm ấy, thì nó sẽ làm rất nhiều bác hài lòng, bởi vì tất cả nó em đưa cặp loa này về không dễ dàng thì có cặp thứ hai đâu. Thì tiện thể cái video này thì cũng khoe với bác một chút là cặp Pion P27 lần trước của em về thì em bán đi rồi, em bán đi cũng tàu rồi. Còn ok, đây các bạn nhá, bên mình có thêm đấy không? Đây, chiếc loa thứ hai, quá đã luôn các bạn. Đây là chiếc loa thứ hai, quay nhá, Pion Sapphire 31. Vì nó sau khi 31 thì đôi này thì giá là 25 triệu. Hình thức là live new khoảng tầm 98-99% full box. Một đôi duy nhất thôi. Bạn nào quan tâm thì các bạn hãy ủng hộ em hoặc có thể liên hệ với em qua số 0964 801 493 hoặc là fanpage của Audio. Thì em sẽ cố gắng là ngày bây giờ thì một đời em sẽ quay xong thì em tạm nghỉ đến ngày mai. Thì em sẽ quay cái video test âm thanh của nó cho các bác xem. Tất nhiên là đôi loa này cần một chiếc âm ly xịn sò hoặc là một nếu có để nghe nhạc sân phim thì cũng được, nhưng mà dùng một âm ly kiểu dạng acoustic có cái thứ rất là tuyệt vời đó. Thì nó mới ra được cái chất âm của nó. Tuy nhiên là nhà em thì không có chuyên về đồ cao cấp đó, thì chỉ có đôi loa này em về ghép cái này âm ly nghe nhạc sân phim nhà em thôi. Đấy. Thì cái video của em sẽ kết thúc tại đây. Thì cũng cảm ơn các bác đã trong thời gian qua đã theo dõi kênh của em và ủng hộ em bằng rất nhiều hình thức như là đặt mua hàng này hay là order hàng nhiều lắm. Cho nên nhiều bác cũng quan tâm đến cái kênh của em mặc dù em mới đăng về thôi. Thì hy vọng rằng sẽ được phục vụ thêm các bác thêm nhiều đô la nữa, nhiều đô la hay kèm với mức giá tốt. Chắc chắn là nhà em sẽ luôn luôn ưu tiên rằng đẹp và giá rẻ. Thì nhà em là sẽ luôn luôn là săn sale, tức là săn những cái đôi loa hàng sale, hàng khuyến mãi giá tốt và đẹp hay là đi kiểu như thế để phục vụ các bác những cái đôi thứ mà các bác hay dùng, thị trường hay dùng đó. Yên tâm là nhà em thì sẽ luôn luôn là giá cả niêm yết rõ ràng ở trên Facebook, rồi thông tin địa chỉ nhà cửa rõ ràng với các em mua hàng ở xa yên tâm quá nhé. Thời bây giờ thì nó rất là phổ thông rồi, Facebook hay là YouTube thì nó đã mang lại cái khả năng nghe và nhìn, tức là các bác có thể nghe được cả xuất âm này. Các bác nhìn sản phẩm rất rõ ràng, các bác không lo là bị lừa đảo hay là bị bùng biết gì đâu các bác nhé. Mua hàng nhé, cứ yên tâm. Bác nào mà chưa mua bao giờ thì có thể các bác để theo dõi kênh em thêm để xem thêm những cái clip của em về giới thiệu sản phẩm hay là về những sản phẩm em update rồi hoặc là những cái thông tin của sản phẩm em ghi rất rõ ràng ở Facebook hay là ở Zalo của em cũng đều ghi rất rõ các bác nhé. Thì cái video này em sẽ dừng lại tại đây. Thật sự rất là mệt rồi.
Cảm ơn các bác đã quan tâm ủng hộ cái kênh của em. Xin chào và hẹn gặp lại.